Chiều nay ngày 2 tháng 6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng Sa Rom, đứng chân trên địa bàn xã Sa Rom, huyện Gia Rai. Đồn biên phòng Sa Rom được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài gần 20 km, hai cột mốc chính và 15 cột mốc phụ. Trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý chặt chẽ đường biên giới cột mốc, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra hoạt động xuất nhập cảnh và vượt biên trái phép. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã bố trí 5 tổ tuần tra bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ phòng chống vượt biên, xâm nhập trái pháp luật và kết hợp phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với chính quyền xã Gia Rom, tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồn biên phòng Gia Rom còn làm tốt công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu 3 đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ thôn, phân công 19 đảng viên phụ trách giúp đỡ 70 hộ gia đình và 2 đảng viên người dân tộc thiểu số kết nghĩa giúp đỡ 2 hộ gia đình nghèo. Từ đó đã xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới. Vì vậy, đồn biên phòng Sa Rom không được chủ quan lơ là, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, ngăn chặn người xâm nhập vượt biên trái phép trên tuyến biên giới, không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với các lực lượng nước bạn Campuchia, giữ vững an ninh chính trị trên khu vực biên giới và tạo mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước nói chung. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ đảng viên đồn biên phòng Sa Rom tiếp tục tư duy sáng tạo để giúp Đảng ủy xã Sa Rom và nhân dân phát triển kinh tế xã hội, nhất là các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, tiếp tục phát huy vai trò phối hợp thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép và không để người dân lấn rừng, phá rừng làm nương rẫy trên địa bàn đơn vị quản lý. Chi bộ đồn biên phòng Sa Rom tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo từng cán bộ đảng viên trau dồi nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà và chúc cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sa Rom sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước khi thăm làm việc với đồn biên phòng Sa Rom, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã đi kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở trên tuyến đường tuần tra biên giới, đoạn giữa đồn biên phòng Morai và đồn biên phòng Sa Rom. Sau khi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị các bộ ngành trung ương quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí khắc phục điểm sạt lở, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới.